Thầy chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề thi giữa học kỳ 2 môn hóa lớp 10. Đề số 2. Đề gồm có 40 câu trắc nghiệm. Câu số 1. Các halogen có tính chất hóa học cơ bản là. Thì chúng ta biết là các halogen có tính chất hóa học cơ bản là tính oxy hóa. Vậy thì câu 1 chọn đáp án A. Câu số 2. Cho các mệnh đề dưới đây. Các mệnh đề luôn đúng là. Mệnh đề số 1, các halogen fluor, clor, brom, iốt có số oxy hóa từ -1 đến +7. Vậy thì phát biểu 1 đây là đúng, mệnh đề 1 đúng. Các halogen từ fluor, clor, brom, iốt có số oxy hóa từ là -1 đến +7. Cái này là sai sai, đúng không? Này là sai này, dạ. Yeah. Vì sao? Cái một là sai vì sao? Vì phà lo là nó trong hợp chất thì nó có oxy hóa là duy nhất là -1 thôi. Do phà lo nó không được nha, phà lo không được. Vậy thì chúng ta loại đó bác ơi. Cái phát biểu một là sai. Phát biểu số 2 này, phà lo là chất chỉ có tính oxy hóa. Phà lo là chất chỉ có tính oxy hóa, đây chính xác. Mệnh đề số 2 là đúng. Mệnh đề số 3, phà lo đẩy được clo ra khỏi dung dịch muối NaCl. Thì chúng ta biết là từ clo trở về sau thì halogen đứng trước đẩy được halogen đứng sau ra khỏi muối, vậy thì phà lo không được. Dạ, yeah, từ clo mới được. Vậy thì cái này sai luôn. Cái thứ 4 này, tính axit của các hợp chất phối hydro của các halogen tan theo thứ tự là HF tới HCl, HBr tới HI. Vậy thì cái 4 này đúng rồi. Tính axit tan dần từ HF đến HI. Vậy cái 4 đúng không? Đúng. Vậy phát biểu đúng ở đây chính là phát biểu số 2 và phát biểu số 4. Chúng ta chú ý nè, các phát biểu số 1 này, các halogen fluor, clor, brom, iốt có số oxy hóa từ -1 đến +7 là sai, bởi vì fluor trong hợp chất nó chỉ có số oxy hóa là -1, còn đơn chất thì bằng 0. Nhớ chưa? Còn clor, brom, iốt thì clor, brom, iốt thì nó có số oxy hóa từ -1 đến +7. Còn fluor không có nghe chưa? Do đó thì phát biểu 1 đây là sai. Vậy thì phát biểu sai là 1 với mấy? 1/3, còn đúng là 2/4. Vậy thì ở đây người ta nói là các mệnh đề đúng, chọn là đáp án C. Câu số 3. Sục clo vào nước thu được nước clo có màu vàng nhạt. Trong nước clo có các chất thì clo này là C2, sục vào nước là H2O này. Phấn thuần nghịch nha, thuần nghịch ra được là HCl cộng cho HClO. Thì nước clo là gồm cái gì? Nước clo là gồm cái HCl này, HClO với là khí clo và nước, có nghĩa là nó gồm là hai cái này với hai cái trước, sản phẩm là hai cái này với là chất tham gia là clo với nước nữa. Vậy nước clo thì đó vấn đề, nó gồm khí clo này, HCl này, HClO và nước. Vậy câu 3 chọn đi. Câu số 4. Tổng hệ số các nguyên tử, các số nguyên tối giản, tổng hệ số các số nguyên tối giản của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa mangan dioxide với axit clorhydric đạt. Thì chúng ta viết phản ứng ra thì chúng ta cần bàn MnO2 này cộng cho HCl tạo thành là MnCl2 cộng khí clo này cộng cho nước. Mangan clorua thì có quá trị 2 đúng không? Mangan quá trị 2. Chỗ này là quá trị 4 này, chỗ này sẽ là cộng 4 đi, cộng 4. Đây là cộng 2. Đây cộng 2. Clo chỗ này là -1, chỗ này là clo sẽ là 0.
căn bàn cái này sẽ được là 4 lần HCL này, cái này sẽ là hai nước rồi. Bây giờ người ta nói là tổng hệ số đúng không, thì 1 cộng 4 cộng 1 cộng 1 cộng 2 thì 1 cộng 4 là 5, cộng 1 là 6, 6 1 là 7, 7 với 2 là 9, vậy tổng hệ số của nó là bằng 9. Vậy câu 4 chọn C. Câu số 5, trong phòng thí nghiệm người ta thường bảo quản dung dịch HF trong các bình làm bàn, thì trong phòng thí nghiệm người ta sẽ đựng HF bằng gì, bạn làm bằng gì, trong bình đựng bằng gì, trong bình làm bằng bằng nhựa nghe chưa, có nghĩa là người ta đựng HF trong bình nhựa. Vậy câu 5 chọn A. Câu 6, đổ dung dịch chứa hai gom HBr vào dung dịch chứa hai gom NaOH, nhúng quỳ tím vào dung dịch thu được thì giá quỳ tím chuyển sang màu nào. Thì chúng ta biết phản ứng này, HBr này tác dụng với NaOH nó tạo ra là NaBr cộng cho nước. Hệ số căn bản đây là tự căn bản đúng không, hay tự căn bản. Để cho khối lượng của HCl là 2 gom, vậy chúng ta lấy 2 chia cho 81. Còn khối lượng của NaOH là 2 cộng 2 gom chia cho 40. Chúng ta so sánh cái 2 phần 81 với 2 phần 40. Thì hai cái này cùng tử này, cái mẫu nó lớn hơn thì phân số nó sẽ gì? Bé hơn. Vậy thì 2 phần 81 nó sẽ bé hơn gì? 2 phần 40. Và chứng tỏ là cái axit HBr còn dư, còn 3 giờ NaOH là hết. Vậy thì C ra đây, C là HBr còn dư. Mà dư thì dung dịch sau ứng nó có HBr, do đó thì nó sẽ làm quỳ tím chuyển sang màu gì đây? Quỳ tím chuyển sang màu đỏ, do HBr là axit chuyển sang màu đỏ nha. Vậy thì câu 6 là đáp án gì đây? Chúng ta kiểm tra. À, cái này dư, cái này dư. NaOH dư đúng không? À, đây chính là NaOH dư. Chưa? NaOH dư chưa? 3 giờ dư. Do 2 phần 40 này, nó lớn hơn 2 phần 81. Vậy NaOH dư. Thì sau quỳ tím sau màu gì? Màu xanh. NaOH là 3 giờ. Vậy quỳ tím sau màu xanh. Do đó thì câu 6 chọn đáp án B nha. 6 chọn B. Câu số 7. Cho một lượng dư dung dịch bạc nitrat dư tác dụng với 100 ml hỗn hợp gồm là NaF 0,02m và NaC là 0,2m. Khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu? Kết tủa đây chính là khối lượng của bạc clorua. Do thì bạc nitrat phản được với natri clorua. Còn phản ứng với NaCl là không xảy ra. Vậy thì chúng ta có là AgNO3 này cộng cho NaCl nó tạo ra là AgCl cộng NaNO3. Cái này tự căn bản. Cái số mol của NaCl là do bọt đang rất dư thì NaCl là hết. Số mol của NaCl là 0,02. Của NaCl là 0,02 này. Do đó thì của bọt sẽ là bao nhiêu? Chúng ta suy được cái đây. Mol AgCl sẽ bằng mol NaCl phản ứng. Và nó bằng 0,02. Do đó thì cái khối lượng bọt clorua cái tủa thu được sẽ là 0,02 nhân cho 143,5. 0,02 này nhân 143,5 thì nó bằng là 2,87 gom. Vậy khối lượng bọt clorua sẽ là 2,87 gram. Vậy câu 7 chọn đáp án đi. Câu 8. Axit HCl không phản ứng được, không phản ứng với giải các chất nào sau đây? Đáp án A này, đáp án A thì tất cả đều được. Rồi. Đáp án B sau đây. Đáp án B thì sao nè? Đáp án B có được không? Đáp án B thì
đáp án C đi, đáp án C được đúng không? Đáp án C được. Đáp án D cũng được này, đáp án B không được này, là do gì? Đồng này. Đồng đứng sau hydro trong giải hoạt động hóa học, đồng đứng sau hydro trong giải hoạt động hóa học, do đó thì đồng không phản được với axit caloric, do đó thì đáp án B. Mà chọn B nha. Câu số 9. Cho 1,3 gom kiểm tác dụng với 0,32 gom lưu huỳnh sản phẩm thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là cái gì? Thì chúng ta biết phản ứng là kiểm này cộng cho lưu huỳnh nung nóng, bây giờ nung nóng nó tạo thành là kiểm sunfua. Ở đây mol kiểm là 13 chia cho 65, 1,3 chia 65 là bằng 0,02. Mol kiểm là 0,02. Mol lưu huỳnh là 0,32 chia cho 32 là bằng 0,01. Tỷ lệ đây là 1:1 nha, 1:1. Vậy thì cái mol kiểm còn dư. Đúng không? Kiểm còn dư. Suy ra kiểm dư. Do đó thì sản phẩm thu được của mình là gồm gì đây? Gồm là kiểm sunfua và kiểm dư. Thấy chưa? Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Và câu 9 chọn C. Phải không? Câu 9 này chọn gì đây? Kiểm dư, đúng không? Kiểm dư này. Kiểm dư đó thì sản phẩm mình sẽ là gì? Đáp án C. Kiểm sunfua và kiểm. Rồi tiếp theo, câu số 10. Trong số các hydro halogen nua dưới đây, chất nào có tính khử mạnh nhất? Thì trong các halogen nua thì chúng ta nhớ này, thứ tự tính khử tăng dần là từ HF này, rồi đến HF bé hơn HCl, HCl bé hơn HBr, HBr thì bé hơn HA. Vậy mạnh nhất ở đây chính là HA. Vậy thì câu 10 chọn D. Câu 11. Nhận định nào sau đây là sai? Đó là XO2 là làm quỳ tím, làm đỏ quỳ tím, cái này chính xác. Bởi vì XO2 mà hòa tan vào nước thì quỳ tím ẩm thì nó chuyển sang axit, axit làm quỳ tím quá đỏ. Và cái này đúng rồi. Chọn câu sai nha. Đó là B. XO2 là mắc màu nước brom, này chính xác. XO2 tác dụng với nước brom tạo ra axit sulfuric và axit HBr, axit bromuric á. Thì cái này là đúng luôn này. Đáp án C, XO2 là chất khí màu vàng lục, cái này là sai. Đúng không? XO2 là chất khí nhưng mà nó không màu. Thấy chưa? Không màu. Do đó thì đáp án sai ở đây chính là đáp án C. Còn đáp án D là XO2 là mắc màu cánh hoa hồng. Này chính xác. Câu 12. Câu 12 cho sắt 2 carbonat tác dụng với axit sulfuric đạt nóng, sản phẩm khí thu được là, thì chúng ta biết là cái đây là cộng 2 này, sắt cộng 2 này mà gặp H24 đạt thì nó chuyển sang gì? Nó sẽ tạo ra được sản phẩm là XO2. Được chưa? Nó xảy ra phản ứng oxy hóa khử. Do đó là tạo được XO2. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Đáp án sản phẩm khí thu được thì gồm gì đây? Và nhớ là cái CO3 này nó gặp cái thằng H này, nó tạo ra là H2CO3 không bàn chuyển sang CO2 và nước. Do đó thì khí của mình ở đây chính là XO2 và CO2. Vậy thì câu 12 đáp án đúng ở đây chính là gì đây? Người ta nói là sản phẩm khí thu được thì sẽ là gì? CO2 và XO2. Câu 12 chọn A. Câu 13. Phát biểu không chính xác là. Đáp án A này, tất cả các hợp chất phà lo chỉ có số oxy hóa là -1.
Vậy thì cái này đúng rồi, đúng không? Đúng, chính xác. Đơn B là trong tất cả các hợp chất, các halogen chỉ có số oxy hóa là -1. Trong tất cả các hợp chất, các halogen chỉ có số oxy hóa là -1. Cái này là sai, không chính xác. Bởi vì phalo trong hợp chất thì nó có số oxy hóa -1, nhưng mà calo bromiốt thì ngoài -1 nó còn có cộng 1, cộng 3, cộng 5, cộng 7. Do đó thì cái đáp án B là sai nè. Đơn C là tính oxy hóa các halogen giảm từ phalo đến iốt, chính xác. Đơn D là trong các hợp chất với hydro và kim loại, các halogen luôn thể hiện số oxy hóa là -1. Này chính xác, dạ. Yeah. Vậy thì cái đáp án C đúng này. A đúng, C đúng và D đúng, B sai. Câu 14. Cho 11,2 gom sắt và 6,4 gom đồng tác dụng với axit sulfuric loãng dư, sao phản ứng thu được V lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn, giá trị của V bao nhiêu? Thì kim loại gặp axit thì chúng ta có công thức là hóa trị nhân mol kim loại sẽ bằng là 2 lần mol hydro. Đây chính là định luật bổ toàn electron. Định luật bổ toàn electron. Mol này cho ở đây chính là hóa trị nhân mol kim loại. Còn mol này nhận chính là số A nhận như mol khí, mà hydro là nhận 2A, do đó là bằng 2 lần mol hydro. Thay vào, ở đây có hai kim loại sắt và đồng. Kim loại sắt thì chúng ta chú ý sắt có hai quá trị là 23 thì gặp H24 loãng thì nó thể hiện quá trị 2 thôi. Vậy thì nó sẽ là 25 mã nhân mol sắt. Đồng là lấy quá trị 2, đồng là lưu ý là đồng không phản ứng, đồng không phản ứng được với H24 loãng do là đồng đứng sau hydro. Vậy thì ở đây không có đồng đâu. Vậy 2 nhân 25 mã nhân quá trị sắt sẽ bằng 2 lần mol hydro, sẽ bằng 2 nhân cho V chia cho 22,4, tính được V 22 bỏ này. Vậy thì chúng ta có là mol sắt sẽ là 11,2 chia cho 22 chia cho 56, khối lượng là mã nhỏ chia mã lớn, được chưa? Sẽ bằng như đây, sẽ bằng là cái x chia cho 22,4 xếp xuân bằng V bằng 4,48 lít. Vậy câu 14 đáp án đúng ở đây chính là đáp án C, 14 chọn C. Tiếp theo là câu 15. Hòa tan hoàn toàn 0,8125 gom một kim loại hóa trị 2 và dung dịch vào dung dịch H24 đạt nóng thu được 0,28 lít khí lưu huỳnh dioxide ở điều kiện tiêu chuẩn kim loại đã dùng là. Thì kim loại mà tác dụng với H24 đạt tạo ra khí CO2 thì chúng ta có công thức là hóa trị nhân mol kim loại sẽ bằng 2 lần mol CO2. Hóa trị này nhân mol kim loại sẽ bằng 2 lần mol CO2. Đây chính là định luật bổ toàn electron. Kim loại nó quá trị 2, lắp vào quá trị 2 này. Nhân mol kim loại là bằng 0,8125 chia cho mã lớn. Giả sử như kim loại đây là M lớn đi. Kim loại cần tìm là M lớn. Bằng 2 lần mol X của 2 sẽ bằng 2 của 0,28 chia cho 22,4. Tôi đã tìm được M thôi. Số 2, số 2 bỏ này. Là còn 0,8125 dim chia cho alpha x sẽ bằng là 0,28 chia cho 22,4 xếp xuân bạc. 65. Màu 65 chính là kiểm. Vậy thì kim loại đã dùng ở đây chính là kiểm. Vậy câu 15 chọn D. Câu 16. Cấu hình A trong lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxy lưu huỳnh là. Thì nhóm oxy lưu huỳnh là ở nhóm 6 đúng không? 6A. Oxy lưu huỳnh ở nhóm 6A. Oxy lưu huỳnh ở nhóm 6A này. Và cấu hình A trong nó sẽ là gì? Có dạng là gì đây? Ngoài lớp bằng cùng là gì đây? Cấu hình A trong lớp bằng cùng sẽ là NH2, NB4.
thứ 2 cộng 4 bằng 6 chưa? Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án A, 16 chọn A. Câu 17, giải chất gồm các chất vừa thể hiện tính oxy hóa vừa thể hiện tính khử là. Chất mà thể hiện được tính oxy hóa vừa tính khử, chất vừa thể hiện tính oxy hóa vừa thể hiện tính khử là chất có số oxy hóa vừa tan vừa giảm. Ví dụ như ở đây này, chúng ta có này, đó đúng ở đây chính là đáp án D á. Chúng ta chú ý này, lưu huỳnh này, lưu huỳnh thấy chưa, lưu huỳnh đây là không này, thì nó tan được mấy này, lên cộng mấy, cộng 2, lên cộng mấy, cộng 4, và lên được cộng gì, cộng 6, thấy chưa, và có thể giảm xuống là trừ 2. Vậy từ không thấy không, nó tan lên được cộng 2, có thể cộng 2, cộng 4, cộng 6, và có thể giảm xuống trừ 2, và nó vừa tan vừa giảm được. Do đó thì nó chính là chất vừa oxy hóa vừa khử. Và tương tự như vậy thì XO2 thì lưu huỳnh này là cộng 4 này, đúng không? Đúng không? Cộng 4 sao đây? Nó đang ở cộng 4 này, nó sẽ tan được lên cộng 6 và có thể giảm xuống là trừ 2, giảm xuống 0, giảm có thể giảm xuống cộng 2 này, giảm xuống 0 hoặc giảm xuống trừ 2. Do đó thì nó cũng là chất vừa tan vừa giảm, yeah, có thể tan có thể giảm. Vậy thì chất có thể tan số oxy hóa, có thể giảm số oxy hóa chính là chất vừa oxy hóa vừa khử. Có nghĩa là vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử. Và thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Câu số 18. Câu nhận xét về khí lưu huỳnh hydro sulfur các bạn. Câu nhận xét về khí H2S nào sau đây là sai? Đây chính là khí hydro sulfur. Đó là khí không màu, mùi trứng thối và rất độc. Khí không màu, mùi trứng thối rất độc. Cái này là đúng hay sai? Cái này là đúng rồi đúng không? H2S là khí không màu, mùi trứng thối, trong trứng thối có rất là nhiều, rất độc là chính xác. Đó B là mùi tím ẩm chuyển sang màu xanh. Đây là axit thì là mùi tím chuyển sang gì đây? Chuyển sang màu đỏ mới đúng rồi nha, màu xanh là sai. Khí này bỏ vô mùi tím thì nó chuyển sang màu đỏ. Vậy đoán B là đoán sai, chọn B. Còn đoán C này, tan trong nước tạo thành dung dịch axit H2S chính xác. Đoán D là có tính khử mạnh. Này đúng, bởi vì số oxy hóa thấp nhất nó là trừ 2 rồi thì nó phải buộc phải tan thôi chứ, phải tan. Số oxy hóa nó rất là thấp rồi, đúng không? Trừ 2 thấp nhất rồi thì nó phải tan lên. Đó thì hiện tính khử. Câu 19. Trang công nghiệp khi điện phân dung dịch natri clorua bão hòa không có mặn ngang giữa hai điện cực thì thu được sản phẩm là. Khi điện phân NaC là không có mặn ngang thì đây, NaC đầu tiên điện phân này, điện phân dung dịch thì nó ra được là cái điện phân dung dịch này không có mặn ngang. Thì đầu tiên nó sẽ ra được gì đây? Khí NaClo với khí hydro với dung dịch NaOH. Do không có bằng ngang thì cái khí clo này nó tác dụng tiếp với cái thằng NaOH này. Nó tạo được là nước Savin, NaCl cộng NaClO và cộng cho nước. Đây chính là nước Savin. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án A, nước Savin. Cái câu 18 ở đây, câu 19 không? Chọn A. Điện phân dung dịch muối ăn mà không có mặn ngang, muối ăn, điện phân dung dịch muối ăn không có mặn ngang thì tạo ra sản phẩm là nước xà vang. Còn nếu có mặn ngang thì nó ra là khí clo, khí hydro và dung dịch NaOH thì đáp án B. Nếu mà có mặn ngang chọn đáp án B. Câu 20. Cho 17,4 gram mangan dioxide tác dụng với axit cloric đạt dư, đun nóng thu được V lít khí clo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là bao nhiêu? Thì chúng ta chú ý này, cái mangan này, dioxide này tác dụng với HCl đó, nó tạo được là MnCl2 khí clo và nước này. Thì chúng ta sẽ đi bổ toàn ở trong cho nó nhanh. Mangan này là từ cộng 4 này, V ra cộng 2 này. Còn clo này trừ 1 xuống 0 thì chúng ta có là mangan là sao đây? Mangan đây là cộng 4 về cộng 2 thì nó sẽ là
giảm số siêu quá chưa? Giảm thì sao? Giảm thì nó sẽ nhận, chưa? Nhận 2i. Từ 4 về 2 là nhận 2i. Và chúng ta có là 2 lần mol mangan dioxide. Đúng không? Còn cho này, từ -1 calo -1 tan lên 0 thì nó sẽ cho ai? Cho 2i. Vậy nó bằng là 2 lần mol calo. Và chúng ta có bổ toàn ai trong này. Bổ toàn ai trong là 2 lần mol mangan dioxide sẽ bằng 2 lần mol khí calo. Chúng ta bỏ hai vế cho 2 đi, bỏ rút gọn cho 2 thì cái gì? Cái mol khí calo bằng gì? Mol mangan dioxide. Từ đây chúng ta có được cái thể tích của khí calo sẽ bằng gì đây? Mol calo sẽ là mol mangan sẽ là bao nhiêu đây? 17,4 này, chúng ta chia cho mangan 55. Oxy là 16 và cộng 16 nhân 2. Thì nó bằng gì đây? Mol khí calo thì bằng x đúng không? Thể tích đó chia cho 22,4. Đây là mol mol mangan dioxide này, đây là mol calo này, khí calo này. Bấm xếp xuống. Thì nó ra là 4,48 lít. Vậy thể tích khí calo ở đây chính là bằng là 4,48 lít. Vậy câu 20, đó đúng ở đây chính là đáp án B. 20 chọn B. Tiếp theo là câu 21. Cho các chất lưu huỳnh dioxide, khí hydrosulfur, axit sulfuric có mấy chất trong bốn chất đã cho vừa có tính oxy hóa vừa tính khử. Thì chúng ta thấy rồi, lưu huỳnh này với lưu huỳnh dioxide đây chính là chất vừa oxy hóa vừa khử. Còn H2X thì đây là nó có số oxy hóa là -2 thấp nhất rồi. Thì nó chỉ thiền tính gì? Tính khử thôi. Còn lưu huỳnh trong H24 là -6 là cao nhất rồi. Thì nó thiền tính oxy hóa. Nó cao quá rồi nó phải xuống. Nó phải giảm. Số oxy hóa phải giảm, buộc phải giảm. Thì đây chính là tính khử này. Đây là oxy hóa. Vậy thì có hai chất thôi. Vậy câu 21 chọn B, D. Chọn D. Tiếp theo là câu 22. Câu 22 này. Cho 4,48 lít khí lưu huỳnh dioxide ở điều kiện tiêu chuẩn vào 150ml dung dịch NaOH2m, thu được sản phẩm muối và số mol của muối tương ứng là bao nhiêu? Thì trước tiên chúng ta sẽ tính số mol NaOH chia mol XO2 là bằng bao nhiêu? Mol NaOH này đem chia mol XO2 là bằng gì đây? Đây là 150. 150 này chia cho 1000 nhân cho 2 là bằng 0,3. Bằng 0,3 này. Còn này là 4,48 chia cho 22,4 là bằng 0,2. 0,3 chia 0,2 là 1,5, 1,5 là lớn 1 nhỏ 2. Mol NaOH chia mol XO2 mà lớn 1 nhỏ 2 thì nó sẽ tạo hai sản phẩm là gì? Là natri sulfit và natri hydrosulfit. Sản phẩm là gì đây? Sản phẩm sẽ là Na HXNa2XO4 này. Na2XO3. Na2XO3 và NaHXO3. Thì cái mol Na2XO3 bằng gì đây? Nó sẽ bằng mol NaOH trừ cho mol XO2. Chúng ta lấy 0,3 trừ 0,2 là còn 0,1. Còn mol NaHXO3 thì chúng ta đi bổ toàn nguyên tố lưu huỳnh thì chúng ta có là bằng gì đây? Nó sẽ bằng mol gì? Nó sẽ bằng mol mol của thằng XO2 này trừ cho mol của thằng natri sulfit là bằng 0,2 trừ 0,1 là bằng 0,1. Vậy đáp án đúng ở đây chính là đáp án gì đây? 22 chọn gì đây? Chọn A. Chúng ta nhớ này, XO2 đó mà tác dụng với NaOH á, nếu lập tỷ lệ là mol NaOH này chúng ta chia cho mol XO2 mà lớn hơn 1 nhỏ hơn 2 á, thì sản phẩm của mình sẽ là gì? Sẽ gồm hai chất, đó là NaHXO3 và Na2XO3. Thì chú ý nè, là mol Na2XO3 đó sẽ bằng là mol 3 giờ
là NaOH trừ cho mol XO2. Còn mol NaHXO3 này bằng gì đây? Chúng ta bảo toàn nguyên tố lưu huỳnh thì có gì đây? Mol lưu huỳnh trong XO2 chính là mol XO2 luôn. Sao bạn mol lưu huỳnh trong NaHXO3 có một lưu huỳnh, bạn mol gì? Bạn mol NaHXO3 luôn. Cộng mol lưu huỳnh trong NaH2XO3 thì cộng cho mol của Na2XO3 luôn. Vậy suy ra gì? Cái mol NaHXO3 sao bạn gì? Mol XO2 trừ cho mol Na2XO3. Sao bạn mol XO2 này trừ cho mol Na2XO3. Nhớ chưa? Đây chính là công thức dễ nhanh. Câu 23. Cho 17,5 gram hỗn hợp gồm 3 kim loại, nhôm, sắt và kiềm tác dụng với dung dịch axit clorit loãng dư. Thu được 11,2 gram 11,2 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn, khí này chính là khí hydro. Cô cọn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng muối thu được là muối này chính là muối clo. Kim loại tác dụng với axit clorit tạo ra muối với hydro thì khối lượng muối sao bạn? Khối lượng kim loại. Đây là hỗn hợp luôn cũng được chưa? Cộng cho 71 nhân mol hydro. Thay số vào là gì đây? Là 17,5 này cộng cho 71. Mol hydro ở đây là 11,2 chia cho 22,4. Chúng ta bấm máy. 17,5 này cộng cho 71 nhân cho 11,2 chia cho 22,4 thì nó bằng là 53 gram. Vậy câu 23 chọn đáp án A. Câu 24. X là muối thu được khi cho sắt tác dụng với khí clo. Y là muối thu được khi cho sắt tác dụng với dung dịch axit cloric. X và Y theo thứ tự là sắt tác dụng với clo tạo ra FeCl là 3. Sắt này tác dụng khí clo này. Ánh sáng nha, số tác là ánh sáng này. Thu được là FeCl là 3. Còn sắt tác dụng với HC là thu được là FeCl là 2 và khí hydro. Vậy thì X ở đây chính là gì? Muối X ở đây chính là FeCl3, còn muối Y ở đây chính là FeCl2. Vậy thì đoán đúng ở đây chính là đáp án C. 24 chọn C. Câu 25. Cho phản ứng lưu huỳnh dioxit tác dụng với khí oxy tạo ra lưu huỳnh trioxit. Vai trò của các chất trong phản ứng là, thì trong phản ứng khí oxy thì oxy là chất oxy hóa, còn XO2 là chất gì? Chất khử thôi. Vậy thì XO2 là chất khử, còn oxy chất oxy hóa. Và câu 25 chọn gì đây? Chọn B. Bởi vì sao? Bởi vì lưu huỳnh này là cộng 4 này, nó tan lên đây cộng 6 chưa? Chất khử chưa? Còn oxy này là 0, giảm xuống là trừ 2 chưa? Giảm là oxy hóa. Câu 26. Dung dịch nào sau đây không thể được đựng trong lọ bằng thủy tinh? Dung dịch mà không thể đựng được trong lọ thủy tinh đó là chính là dung dịch HF axit fluoric. Đáp án A, 26 chọn A. Câu 27. Để nhận biết hai dung dịch kiểm clorua và kiểm nitrat, ta dùng thuốc thử là dung dịch nào? Thì để nhận biết hai cái dung dịch này thì chúng ta dùng gì đây? Dùng dung dịch là bạc nitrat, bởi vì ion bạc này kết tủa được với ai? Với clo, thấy chưa? Bởi vì bạc kết với clo là ra AgCl là cái tủa màu trắng. Còn cái này thì không có hiện tượng, bây giờ không xảy ra. Do đó thì chúng ta nhận biết nó bằng gì? Dung dịch bạc nitrat. Vậy câu 27 chọn đi. Câu 28. Cặp khí nào trong số các cặp khí sau có thể tồn tại trong cùng một hỗn hợp? Thì đáp án A là
H2S mà gặp oxy thì nó ra là lưu huỳnh cộng với nước này xảy ra nè. Còn HI mà gặp clo thì nó ra gì? Nó ra là Y2 cộng cho HCl. Đó, hai này gặp nhau là sinh Y2 cộng HCl, này xảy ra nghe chưa? Còn khi ozone mà gặp HI á thì nó ra gì? Oxy này, sản phẩm là oxy này cộng cho iốt và cộng cho nước xảy ra nghe chưa? Vậy thì cái đáp án D là không xảy ra. Khí oxy không phản ứng được với khí phlo, do đó thì câu 28 chọn D. Do đó thì nó không phản được với nhau, do đó tồn tại được đúng không? Do đó nó cùng tồn tại trong hợp. Câu 29. Cho chuỗi phản ứng FeX tác dụng khí oxy tạo ra X rán và y khí. Y tác dụng với nước brom tạo ra HBr và Z. Thì sắt sunfua đốt cháy thu được sẽ là gì? Sản phẩm là Fe2O3. Vậy X chính là gì? X buộc phải là Fe2O3. Mà thì cái đáp án là gì đây? Đáp án A này, thấy chưa? FeO là sai chưa? Loại đi. Rồi. Vậy thì A sẽ là gì? A chắc chắn sẽ là XO2. Bởi vì sao này? Fe đấu cháy trong oxy nó tạo ra Fe2O3 và khí lưu huỳnh dioxit. Vậy là A chính là gì? Khí lưu huỳnh dioxit. Mà lưu huỳnh dioxit mà tác dụng với nước brom thì nó ra là axit bromohydric và axit sulfuric. Z chính là axit sulfuric. Vậy thì X chính là Fe2O3, A là XO2 và Z sẽ là H2XO4. Vậy đáp án đúng ở đây chính là đáp án B, 29 chọn B. Câu 30. Axit có tính khử mạnh nhất trong dãy HF, HCl, HBr, HI thì từ trái sang phải tính axit là tan dần. Tan dần. Vậy axit mạnh nhất ở đây chính là axit HI. Vậy câu 30 chọn đáp án A. Câu tiếp theo là câu 31. Khi cho nhôm clorua vào dung dịch natri sunfua, hiện tượng xảy ra là gì? Thì chúng ta nhớ này, muối kiểm và muối nhôm thì nó bị thủy phân trong môi trường nước. Đầu tiên là nhôm clorua này, nó sẽ thủy phân trong môi trường nước. Nó tạo ra là A là OH 3 lần kích tủa và cộng cho HCl. Thì cái thằng HCl sinh ra này, nó sẽ gặp được thằng NaOH. Vậy HCl sinh ra nó gặp được thằng natri sunfua. Ghép lại nó ra gì đây? Ra NaOCl H ghép với X ra là H2X. Đây chính là khí. Và thì sản phẩm nó có gì đây? Có cái tủa này, có khí, đúng không? Sản phẩm vừa có cái tủa vừa có khí. Vậy thì đây nói gì đây? Hiện tượng xảy ra là gì? Hiện tượng sẽ ra là có cái tủa, sau đó cái tủa tan. Vậy thì ở đây đoán đúng là gì đây? Đoán đúng là cái đoán A là cái tủa này là sai, không phải nghe chưa? Đoán A là cái tủa, A là H3 là sai, không có đâu. Có cái tủa, sau đó cái tủa tan, không có, cái tủa không tan nghe chưa? Cái tủa này không tan, bỏ đi. Đoán D không hiện tượng gì là sai, có hiện tượng đúng không? Rồi, vậy đoán C thôi. Có cái tủa A là OH 3 lần. Mà chính xác là gì? Vừa có cái tủa vừa gì? Vừa có khí mùi trứng thối. H2S chính là khí mùi trứng thối. Câu 32. Cho các dung dịch đựng trong các bình mắc nhãn natri sunfat, natri clorua, H2S4 là axit sulfuric, axit cloric, thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch trên là. Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch trên là gì đây? Chúng ta sẽ làm gì? Thế này, cái H2S4 là axit này, HCl là axit này, thấy chưa? Còn N2S4, NaCl là muối, thì chúng ta có dùng bùi tím đi. Bùi tím thì sẽ hai axit này quay đỏ, đúng không? Quay đỏ. Quay đỏ thấy chưa? Quay đỏ. Sau đó thầy sẽ dùng gì đây? Còn hai cái muối này không màu. Không màu thấy chưa? Không màu. Sau đó thầy dùng BaCl2 thì bỏ vô trong cái nhóm quả đỏ này, thì cái
cái lọ nào á, cái dung dịch nào mà có cái tuổi màu trắng BASQ4 thì chứng tỏ là H2O4 này nhận biết được hai này luôn. Còn bỏ BACL2 vào hai cái muối này thì có gì? Cái muối N2O4 này, cái tủa được với ai? Cái tủa đúng không? Cái tủa được với BACL2. Còn NaCl thì không, ta nhận biết được hai này luôn. Vậy thì đáp án đúng cái này chính là đáp án B. Nha, 32 chọn B. Câu 33. Giải gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch axit cloric loãng. Thì đáp án A là có đồng này, đồng không phản ứng được với HCl do đồng đứng sau hydro trong giải hoạt động hóa học. Vậy đáp án A loại này. Tiếp theo này, cái đáp án C này, bạc này, đúng không? Kim loại bạc này cũng đứng sau hydro luôn, loại luôn. Đáp án D thì chúng ta chú ý này. Cái muối tạo bởi axit mạnh và base mạnh. BASQ4 là muối được tạo bởi axit mạnh và base mạnh, do đó thì nó không tan được trong HCl H2O4 loãng. Thấy chưa? Do đó thì đó ấn D cũng loại luôn. Vậy đó ấn B đúng. Cả ba chất này đều tác dụng được với ai? HCl. Câu 34. 33 chọn B nha, 34 này. Trong phần khí clo với nước, phần này thuần nghịch nha, này thuần nghịch này. Thu được HCl và HClO, clo đóng vai trò là gì? Thì chú ý là clo là không này. Clo chỗ này là -1, clo chỗ này là +1. Vậy thì clo từ 0 này nó tan lên +1, rồi nó giảm xuống -1. Vậy clo vừa tan vừa giảm. Clo có số oxy hóa vừa tan vừa giảm. Mà chất có số oxy hóa vừa tan vừa giảm là chất gì? Chất vừa oxy hóa vừa khử. Vậy clo vừa là chất oxy hóa vừa là chất khử. Vậy câu 34 chọn đáp án D. Tiếp theo là câu 35. Sục 3,36 lít khí clo ở điều kiện tiêu chuẩn vào 100 ml dung dịch hỗn hợp chứa NaBr1,5m và Na2m. Các muối và nồng độ của chúng trong dung dịch sau phản ứng là, người ta bác mình tìm gì đây, các muối này và nồng độ của chúng trong dung dịch sau phản ứng là cái gì, là bao nhiêu, thì muối gì và nồng độ bao nhiêu. Rồi xem này, thì chúng ta chú ý này, cái chúng ta nhớ là từ calo trở về sau thì halogen đứng trước đẩy được halogen đứng sau ra khỏi muối, do đó thì calo nó đẩy được brom này và iốt ra khỏi muối. Chúng ta có phản ứng là Cl2 cộng cho NaBr này, nó tạo ra được là NaCl cộng cho brom. Tiếp tục là calo cộng với Na2, nó sẽ ra được là NaCl cộng cho Y2. Căn bản này là hai lần NaBr này, cho nên là hai lần NaCl, này là hai này, này là hai luôn. Rồi chúng ta có là mol khí calo bao nhiêu, tổng mol khí calo là bao nhiêu? Mol khí calo là để cho là 3,36 chia cho 22,4 là bằng 0,15 mol này. Rồi cái mol của NaBr là bao nhiêu? Mol của NaBr là bằng gì? 1,5 nhân cho 0,1 chính là bằng 0,15. Đúng không? Rồi cái mol của NaCl là Na2 đúng không? Na2 là bằng 2 này nhân 0,1 là bằng 0,2. Đó. Rồi bây giờ chúng ta có này, cái mol của NaC, cái mol của NaBr là 0,15. Chú ý nghe chưa? 0,15. Chỗ này ghi 0,15 nha. Tính cho là sẽ là bao nhiêu này? 0,15 nhân 1 chia 2 là 0,075. Mà tổng mol khí clo là bao nhiêu? Là 0,15 thì chỗ này sẽ là 0,075. Được chưa? Tổng bằng 0,15 mà. Thì lấy 0,15 trừ cho 0,075 thì bằng 0,075. Tính chỗ này được chưa? Đó sẽ là bao nhiêu? 0,15. Vậy thì cái NaC là ban đầu NaC NaI là ban đầu là 0,2 mà nó sập phản ứng 0,15 còn dư bao nhiêu? Còn dư là 0,05. Chỗ này tính qua cho NaC là bao nhiêu đây?
sẽ là 0,15. Đúng không? 0,15 nhân 2 chia 2 là 0,15. Cái này cũng là 0,15 luôn. Vậy thì sao phản ứng gồm gì đây? Nó gồm gì? Sao này, phản ứng này. Nó gồm là NaCl là tổng là bao nhiêu đây? 0,3. Còn Ni đúng không? Ni này còn dư đúng không? Là gì đây? 0,2 trừ cho 0,15 là còn 0,05. Vậy thì chúng ta còn hay chắc đó là NaCl là với Ni. Còn đáp vậy là gì đây? Đáp án A sai này, đáp án C cũng sai luôn, đúng không? Cho cái này không có. Chúng ta tính nồng độ được không? Thì nồng độ của thằng NaCl là bằng 0,3 chia đây. Thì tích ra đây chính là 0,1. 100ml là 0,1. Bằng đây bằng 3 m. Còn cái nồng độ của thằng Ni dư là bằng mol là 0,05 chia cho 0,1 thì bằng 0,5 m. Vậy là đáp án đúng ở đây chính là đó như đây. Đáp án gì? Đáp án đúng là đáp án B. Câu 35 chọn B. Câu 36. Cho 12 gram muối sunfix của kim loại M quá trị 2, đó chính là MXO3. Tan hoàn toàn trong dung dịch HCl là thu được 2,24 lít khí XO2 điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng muối clo rua thu được sau phản ứng là bao nhiêu? Chúng ta có phản ứng này. XMXO3 này gặp HCl là tạo ra MCl2 do kim loại màu quá trị 2 cộng khí XO2 cộng cho nước. Được chưa? Căn bản là 2 lần này. Chúng ta đi ấy này. Cái này là M, đây là M đúng không? Bằng nhau chưa? Cái này là 80 nè, ấy của 380, cái này là 71. Thấy giảm chưa? Từ 80 mà xuống 71 là giảm chưa? Giảm 9 gram. Chúng ta dùng phương pháp tan giảm khối lượng. Phương pháp tan giảm khối lượng này. Thì khối lượng muối clo này, khối lượng muối clo sẽ bằng gì? Tương ứng với nó là khối lượng muối gì? Khối lượng muối sunfix. Giảm đúng không? Giảm 9 gram thì trừ 9 nhân mol phản ứng. Ở đây thì chúng ta cần cái lượng là chúng ta có là XO2 rồi thì bằng gì? 1 nhân mol XO2. Mình lắp vào là xong, đúng không? Để bác tính khối lượng muối clo này. Khối lượng muối sunfix là 12 gram trừ cho 9 nhân cho mol XO2. XO2 là 2,24 điểm chia cho 22,4. Vậy là 9 trừ cho 12 chứ. Trừ 9 nhân cho 2,24 chia cho 22,4 nó bằng là 11,1 gram. Vậy thì câu số 36 đáp án đúng là đáp án B. 36 chọn B. Đúng chưa? 36 chọn B. Tiếp theo là câu 37. Đi từ 150 gram quặng sắt pyrit sắt chứa 70% FeX2 sẽ điều chế được H2X4 với hiệu suất là 100%, có khối lượng là. Thì cái này chúng ta viết phản ứng này là viết sai đồ thôi. Sẽ tạo được gì đây? FeX2 tạo được là axit sulfuric. Thì ở đây thì chúng ta có gì đây? Cái khối lượng của sắt của FeX2 là bao nhiêu đây? Nó chứa 70% chưa? Quặng này chứa 70% FeX2 đúng không? Vậy chúng ta tính được cái khối lượng của FeX2 là bao nhiêu đây? Khối lượng FeX2 trong quặng là bao nhiêu đây? Sẽ là 150 này nhân cho 70 chia 100. 150 nhân cho 70 này chia 100. Thì nó bằng 105. Bằng 105 gram nha. Đó. Chỗ này chúng ta có là 120 đúng không? 120 này, 56 cộng cho 32 nhân 2. 56 này cộng cho 32 nhân 2 là 120, ok chưa? Và đây thì chỗ này là 105. Đúng chưa? Đó. Còn đây là
Cho nên căn bằng này là có hai lưu quân là căn bằng số 2 lên. Mà H24 là 98, vậy chúng ta có là 2 x 98 là bằng 196. Thấy chưa? 196. Tính này đúng không? Hiệu suất là 100% rồi, chúng ta lấy là 105 nhân cho 196 chia cho 120. 105 này nhân 196 chia cho 120 nó bằng là 171,5. 171,5. Vậy thì câu 37 chọn đáp án C. Câu 38 cho 16 gram oxit sắt, công thức là FeSOA, tác dụng vừa đủ, tác dụng đủ này, được chưa? Đủ với 100 ml dung dịch H24 loãng, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 40 gram muối khoáng, nồng độ mol của dung dịch H24 là bao nhiêu? Câu này chúng ta sẽ chia trường hợp, bởi vì FeSOA tác dụng H24 loãng thì ta có thể là FeSOA có thể là FeO hay là Fe2O3 hay là F3O4, được chưa? Thì đây là chia trường hợp này. Trường hợp thứ nhất là gì đây? Trường hợp một là thì giả sử là cái FeSOA là gì đây? Là Fe2O3, ok chưa? Thì lúc này chúng ta có phản ứng gì đây? Fe2O3 tác dụng với H24 tạo được là Fe2SO4 3 lần và cộng cho nước, căn bằng là sẽ là 3 lần này, đúng không? Đây là 3 lần. Thì cái mol của nó sẽ là bằng mấy? 16 chia 160 là 0,1 này. Thấy không? Chúng ta kiểm tra này. Cái này là 400 chưa? Fe2SO4 3 lần là 400, 400 nhân 0,1 ở đây chính là 40 gram. Ok chưa? Được rồi đó. Rồi tính nồng độ được không? Nồng độ là mol này 0,3 này. Đây là 0,1 này, khối lượng nó là 40 gram, đúng không? Vậy thì mol H4 là bao nhiêu? Là 0,3. Vậy thì cái nồng độ của H2S4, CM H2S4 gì đây? CM bằng N chia V thì CM bằng N chia V mà N là 0,3 chia V như đây. Chia V sẽ là 0,1, 100 là 0,1 lít chưa? 100 ml bằng 0,1 lít, vậy là 0,3 chia 0,1 bằng 3. Vậy nồng độ của H4 là bao nhiêu? Là 3 m. Vậy 38 chọn đi. Câu 39. Hòa tan 33,8 gram oleum. Oleum công thức của nó là H24 ngậm NXO3 vào nước, sau đó cho tác dụng với lượng dư bari clorua, thấy có 93,2 gram kết tủa. Kết tủa ở đây chính là bari sunfat á. Công thức đúng của oleum là, thì câu này chúng ta viết phản ứng này. Đầu tiên là hòa tan oleum vào nước thì H2SO4 ngậm NXO3, đây chính là công thức của oleum nha. Hòa tan vào nước này nó tạo gì đây? Nó tạo được là gì? H2SO4, và nhớ hệ số đây là N+1 nha, chưa? Đúng không? N+1 chính xác chưa? Đó. Sau đó thì cái H2S4 này nó tác dụng với BaCl2, nó tạo ra là bari sunfat kết tủa và là HCl căn bằng này 2 lần. Thì cái mol của bari sunfat kết tủa là bao nhiêu? Chúng ta lấy 93,2 chia cho 233. 93,2 này chia cho 233 bằng 0,4. Cho nên là 0,4 thì chứng tỏ là mol H24 là 0,4 thôi. Đúng chưa? Vậy thì chỗ này chúng ta thấy này, viết rõ ràng cho xem này. Cái này là H2SO4 này ngậm NXO3. Thì tạo được gì đây? N+1H2SO4. Ok chưa? Đây chính là axit sulfuric. Thì đây chúng ta có là cái này là bao nhiêu đây? Cái này là 98 này. Cái này là 80 và 98 cộng cái 80 n, đây là phần tử khối nó là 98 cộng 80 n. Còn đây để cho số mol này, hệ số phản ứng là gì đây? Là N+1, đây là mol nha, đây là gom này, đây là mol. Rồi, số mol của H2S4 là tính vừa xong là 0,4 này. Đó, thấy chưa?
Còn cái này là đề cho là bao nhiêu? 33,8 gồm. Đây ghi 33,8 gồm. Rồi, lập tỷ lệ thôi. 98 cộng 80N chia cho 33,8 bằng N cộng 1 chia cho 0,4. Bấm tìm N là xong. 98 này cộng cho 80 alpha x chia cho 33,8 thì nó bằng cái này là gì đây? X cộng 1 chia cho 0,4 xếp xuân bàn. X bằng 3 nghĩa là nào bằng 3? Nào bằng 3 thì thay vào đây được là H2O4 ngậm 3 nước. Thấy chưa? Ngậm 3 của 3. Vậy là đáp án đúng là đáp án C. Thấy chưa? Nào bằng 3. Câu trắc nghiệm cuối cùng, câu số 4. Câu số 40. Hòa tan hoàn toàn argon hỗn hợp sắt, sắt hai oxit, sắt ba oxit vào lượng dư dung dịch axit sulfuric đạt nóng. Ta thu được 8,96 lít khí lưu huỳnh dioxit duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn duy nhất vào dung dịch A. Dung dịch A ở đây có nghĩa là nó sẽ là gì? Nghĩa là muối á, đúng không? Muối. Và cô cộng dung dịch A chỉ thu được thì thu được 120 gram muối khoáng, giá trị của A là. Câu này chúng ta sẽ quy đổi cái hỗn hợp này về sắt và oxy cho nó nhanh. Hỗn hợp này sắt rồi FeO Fe2O3. Chúng ta sẽ quy đổi cho. Quy đổi nó về là sắt và oxy. Số mol sắt là A, số mol oxy là B đi. Thì chúng ta có được là chúng ta có này, sắt này. Nó sẽ tạo ra được là Fe2SO4 3 lần. Đúng không? Hệ số đó cân bằng sẽ là hệ số 2 đúng không? Từ sắt này tạo ra cái này cân bằng là 2 lần này. Vậy mol sắt chỗ này là A thì mol này sẽ là A chia cho 2. Và chúng ta có được hệ quy trình như đây. Khối lượng muối khoáng là 120 gram, nghĩa khối lượng của muối Fe2SO4 là 120 gram này. Chúng ta sẽ lấy 400 này, chúng ta nhân cho A chia 2 thì bằng 120. Ok chưa? Và thứ hai chúng ta sẽ đi bổ toàn ở trong. Xét từ 0 sẽ lên cộng 3, nhường 3 ở trong. Còn oxy chỗ này là 0 này, giảm trừ 2 thì sẽ là nhận 2A. Và chúng ta có là 3, quá trị 3 này, xét quá trị 3, hóa trị này, xét này, nhân cho mol xét. Sẽ bằng gì? Mol này cho đây chính mol này cho chưa? Oxy nhận 2A bằng 2 lần mol oxy. Còn tạo ra SO2 đúng không? SO2 thì nó sẽ nhận được gì? 2A luôn. Đây nè. Sắt này, oxy này. Tác dụng với H2O4 đạt này. Nó tạo được là sắt 3. Thấy chưa? Sắt cộng 3 này. Và đây là SO2 này. Đây là cộng 4 này, thấy không? Cộng 6 này là 0 này. 0 này. Từ 0 mà lên cộng 3 là nhường 3 ở trong. Còn từ cộng 6 xuống cộng 4 là nhận 2 ở trong. Còn đây là 0 này, đây là trừ 2 đúng không? Do đó thì chất mà cho ở trong là có sắt. Còn chất nhận ở trong là gồm oxy và lưu huỳnh dioxit. Thì chúng ta có là 3 lần mol sắt sẽ bằng 2 lần mol oxy cộng cho 2 lần mol SO2. Thì chúng ta có được mol sắt là bao nhiêu? Đây, tính được chưa? Tính được mol sắt, tìm được này. Tìm được A và B luôn. Thì đã tính được A chưa? Đây là 400 nhân cho A chia 2 là còn 200, 200A. Vậy thì A sẽ bằng 120 này, chia cho 200, bằng 0,6. A bằng 0,6. Vậy thay vào tìm B được không? Tìm B đây, thay vào tìm B này. Đây chúng ta có gì đây? Cái đây sẽ là 3 nhân cho A này, sẽ bằng 2 nhân B, cộng cho 2 nhân cho... Cái đây là bao nhiêu? 8,96 đảo xong mol sẽ là 0,4 mol. Đó. Tìm B được chưa? Chúng ta có là 3 nhân cho A là 3 nhân 0,6 này. Sẽ bằng 2 nhân B sẽ bằng 2 alpha x cộng cho 2 nhân cho 0,4 xếp xuân bàn. Bằng 0,5 đúng không? A bằng 0,6, B bằng 0,5. Ở đây người ta biểu mình như vậy. Tính khối lượng A đúng không? A chính là gồm gì? A chính là sắt và oxy thôi. Vì A chính là bằng khối lượng sắt cộng khối lượng oxy. Khối lượng sắt là bằng 56 nhân A là
56 nhân 0,6. Khối lượng oxy là bằng 16 nhân mol của oxy là 0,5. Bằng 56 nhân 0,6 này cộng cho 16 nhân 0,5 thì bằng là 41,6. Bằng 41,6 g. Vậy thì câu 40 chọn đáp án đúng là đáp án A. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.